Xin chào, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Lao Tô AZ. Mình là Khải Siêu, bên cạnh mình là anh. Mình là Hoàng Vâu và xin chào anh em đã đến với số hỏi đáp thứ 46. Và hôm nay chúng mình cũng rất là hân hạnh được gọi là sao nhỉ? Thu thập được rất nhiều cái câu hỏi rất là thú vị của anh em. Và thế đếch nào hôm nay mình đọc hai số hỏi đáp của hai đứa khác nhau. Đấy thôi, thì bây giờ chúng ta vào luôn cái số hỏi đáp chính thức của cái buổi hôm nay nhá. Và câu hỏi đầu tiên đấy từ bạn Nguyễn Thiện nhá, là em học tự động hóa à? Không chơi game thì nên dùng ThinkBook hay là Neo 16 2023 trong tầm giá 25 triệu? Ok, không chơi game nhưng mà ông chọn Neo làm gì hả ông? Thì nếu như mà bạn thích gọi là hiệu năng căng cực, học tự động hóa mà học nhiều những cái bộ môn mà nó cần những cái hiệu năng căng cực, có cả cần cả đồ họa nữa, thì hãy dùng Neo. Còn không mà học tự động hóa bình thường thôi, chọn con ThinkBook 16 cũng được, học thôi mà. Đúng không? Bởi vì con ThinkBook thì nó cũng Ultra 7 cái kiểu, nó cũng không yếu đúng không? Không yếu đâu. RAM nó cũng nâng cấp được. Rồi câu hỏi tiếp theo của Thịnh 404. Anh ơi, làm sao để lấy thêm VRAM cho các Intel ARC? Con lớn kia hôm trước em hỏi á. Thì với Intel ARC nó có một cái đấy là nó có thể là lấy thêm RAM từ hệ thống để bổ sung cho cái phần VRAM của các đồ họa. Tức là nó lấy cái RAM dùng chung, thì thật ra cũng không hẳn là chỉ có mỗi Intel ARC làm được đâu, mà tất cả những con card đồ họa khác nó đều có cái cơ chế này. Tức là khi mà em bị thiếu VRAM thì nó sẽ lấy phần RAM dùng chung đấy, cái phần shared memory ấy, đấy ở trong Task Manager anh em có thể kiểm tra, thì nó cũng đều có thể lấy được, tùy thuộc là cái cách bạn set bao nhiêu. Đấy thì thường là nó shared từ khoảng bao nhiêu Khải nhớ. Cũng tùy con, ví dụ như ARC thì nó cũng khá đấy, có thể em thấy là còn 1 đến 2 GB. Nhưng mà cái này là theo tự động nhé, chứ không phải là chúng ta tự set, không phải nó là mà anh em hỏi là lấy thêm như thế nào, mà là bình thường là nó sẽ tự lấy. Rồi hết thì nó sẽ lấy. Nó thiếu thì nó sẽ tự lấy thôi, chứ chúng ta không cần phải động tay động chân gì nhá anh em nhá. Rồi, câu hỏi tiếp theo nhá của bạn Ruki Tori, là giữa RX6550M với 3 con 4 GB thì con nào game tốt hơn? Ở ra hai con này thì cùng 4 GB RAM thôi, nhưng mà về sung với nhân thì các thứ thì con RX6550M vẫn nhỉnh hơn một chút xíu, tất nhiên là một chút xíu thôi nhá, chứ mình không nói là hơn gọi là quá toàn diện, nhưng mà để một chút xíu thì RX6550M vẫn hơn. Thì ở đây không biết là bạn đang cân nhắc giữa mẫu máy nào. Thì nếu như nhá, anh em nào mà đang có ý định chơi Blackpink Google cộng thì theo mình vẫn nên lấy RTX. Mình lời khuyên chân thành đấy. Đúng, đấy, với bản thân mình thì mình thấy rằng là một vài tựa game đúng là con 6550M thì nó sẽ có phần nhỉnh hơn, nhưng mà về mặt bằng chung thì 3050 nó vẫn là một cái sự lựa chọn nó an tâm với cả. Đúng rồi, chính xác. Uy tín hơn đúng không? Rồi câu hỏi của tên dài lắm. Dài chào anh chị. Chưa? Em muốn biết là quan điểm của kênh về 5000 series cho laptop. Kênh có nghĩ là khi mấy máy 5000 series ra mắt thì 4000 series sẽ giảm giá không? Em hỏi vậy tại vì em mới 2K7 thì sao mới mua được. Thì mới năm sau đã, tức là năm sau rồi, bởi vì là theo vòng đời của một dòng RTX thì là 2 năm. Thì rồi năm nay là năm thứ 2 của 4000 series rồi, thì cứ phải sang 5000 thì đã thấy biết được, bởi vì anh em phải hiểu là bây giờ cái phần cứng nó bắt đầu đến giới hạn rồi. Theo anh cảm nhận là phần cứng về cái sức mạnh hiệu năng thuần raw performance nó bắt đầu đến giới hạn rồi. Thì không biết rằng là cái đời 5000 series này họ sẽ nhét thêm cái nhân công nghệ nào vào. Bởi vì anh đang thấy là cái DLSS 3.5 bắt đầu nó đã cho chất lượng tốt rồi. Chỉ có một điều là nó vẫn bị một cái gọi là bị delay nếu như chúng ta sử dụng frame generation, hay là nó vẫn sẽ bị một số cái lỗi liên quan đến kết xuất hình ảnh. Thì nếu như mà cái thằng 5000 series nó khắc phục hoàn toàn được những cái nhược điểm đấy thì cũng đáng lên thôi, mặc dù nó cũng khá nhỏ mà họ hoàn toàn có thể khắc phục được trên 4000 series. Đấy, theo quan điểm của Khải sao? Quan điểm của em thì em thấy rằng là hiện tại thì đúng là phần mềm nó mà người ta sẽ nâng cấp phần mềm nhiều hơn là so với phần cứng đúng không? Thì cái điều này chúng ta nếu mà để so sánh trực tiếp về hai con này thì chúng ta cũng nên đợi để con 5000 ra mắt hẳn. Còn về câu hỏi thứ hai mà anh em hỏi là liệu rằng khi mà ra 5000 thì 4000 có giảm giá hay không thì cũng chưa chắc. Chưa chắc. Nói thẳng luôn là chưa chắc. Có khi là chưa chắc. Anh em nhớ cái vụ 13-14 gen 13-14 của Intel không? Intel đấy à? Bây giờ là gen 12 vẫn giữ nguyên giá nha. Nói luôn. Nên là nó phải làm thật là ngon cơ. Đúng rồi. Chứ còn nếu không thì người ta có khi thả mua 4000. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Đức Minh nhá, là 10 đồng mà chơi Fall Guys với cả Minecraft thì máy nào best choice nhỉ? Em trai mình thì cũng đang chơi hai con game này thì kể cả một con máy Pentium vẫn chơi được. À không, thật ra vẫn phải khỏe hơn một tí xíu. Thì trong tầm giá này mình có recommend cho bạn con Dell Inspiron 7490. 7490 con này nó con khá là cũ rồi, tầm khoảng theo gen 10 hay là dưới gen 10 gì đó mình không nhớ lắm. Nhưng mà con này là chơi được hai con game đấy mặc dù nó chỉ là Ultrabook thôi. Còn nếu như bạn muốn chơi game căng cực hơn tí nữa thì mình khuyên bạn nên mua sang những con laptop gaming cũ. Kiểu như đời này thì bạn có thể lựa chọn được Nitro 5 bản 2020 hay 2021. Eagle đấy, 1650. Có 1650 là chơi được thoải mái hai con game này rồi. Cái dạng là như vậy, với i5 chẳng hạn như thế. Rồi câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Tipermi. Muốn hỏi là cấu hình Helios 300 i7 Gen 12 306060 với 6GB RAM liệu chơi được Wukong tầm setting bao nhiêu vậy ạ?
Rồi, con này thì thoải mái. Bạn cứ, con này thì chỉ là màn Full HD thôi thì bạn hoàn toàn có thể set được Very High. Chỉ có điều là cái phần Super Resolution ấy thì bạn nên để từ 75 trở xuống. Tức là cái dòng này có nghĩa là chúng ta sẽ càng kéo về bên trái thì sẽ càng sử dụng nhiều nhân công nghệ DLSS. Thế cho nên là nên để từ 75 trở về trước thì nó sẽ mượt mà hơn. Thì cái này thì bạn phải có bài test thôi. Đấy, thì mình nghĩ rằng với cái thiết lập như của mình thì bạn sẽ có thể vẫn chơi được 60fps. Được, ok đấy. Còn tiếp theo của bạn Minh Hoàng nhé, là hát cho em hỏi là tài chính của em trong tầm 27-30 thì nên mua máy nào ạ? Ưu tiên mẫu Legion 5 và dùng trong vòng 4-5 năm nữa. Học đại học, em học trí tuệ nhân tạo training AI, có chơi các tựa game eSport thi thoảng lại 3A, yêu cầu màn đẹp, cả khỏe, không quan trọng về cân nặng. Em mong là lên sóng và cảm ơn hai hát. Ok, bạn lên sóng rồi. Thì trong cái mẫu này, tầm giá này chúng ta sẽ có Legion 5 i7000 của 2024 là một này, có. Sẽ có 4000 series này. Thứ hai nữa là Dell G167630 này. Đấy là hai trong số những con rất là căng cực, màn đẹp 2K luôn. Hai con đấy đều đáp ứng đầy đủ về cái chất lượng hoàn thiện cũng như là hiệu năng thuần cho bạn. Đúng không? Đấy cũng hai con mình thấy rằng đang ngon nhất rồi. Nhưng mà bạn bảo là ưu tiên Legion thì chắc là thôi lấy Legion thôi. Thôi lấy Legion cũng được. Rồi câu hỏi tiếp theo của bạn NPDM. AD cho mình hỏi là giữa Acer Nitro 5 Tiger và MSI Gaming Team chắc là GF63 đây rồi thì nên chọn con nào và chúc AD có nhiều sức khỏe. Ok, cảm ơn bạn này. Một vote cho Nitro 5 thôi. Thì, không thực ra nhiều. Là cũng khá là dễ để chọn lựa. Quá dễ. Quá là dễ thực ra. GF63 nhá. Nó không tệ nhưng mà nó sẽ lựa chọn nếu mà trong trường hợp anh em cần một cái con máy mà chúng ta mang đi mang lại thường xuyên hàng ngày đấy, nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ mỏng gọn hơn. Còn nếu chúng ta cần một cái hiệu năng tốt, build cứng cáp hơn thì ok, lấy nói Nitro là chọn. Bài toán đánh đổi. Đánh đổi thôi. Rồi, còn tiếp theo đến từ bạn Ewin là dưới 18 đồng chơi thì có lắp nào chơi game ngon, RAM nhiều, cạc màn hình mạnh không nhỉ? 18 bây giờ thì thật ra nó là một cái mức lỡ cỡ. Trước đây thì chúng ta có mức 17,5 là có con Victus 15 2023 bản 3060i nhưng bây giờ thì cũng hết hàng rồi. Thì bây giờ bạn có thể lên thêm cho mình 1 đồng nữa hoặc là 1 đồng rưỡi, 1 đồng 7 nữa hay không để lấy con LOQ 2024. Thì đây là trong lòng con đang có nguồn hàng dồi dào nhất và đang best cho nhất. Đó, thì phải có mẫu nào cho bạn nữa không? Vẫn là LOQ thôi nhưng mà lên khoảng tầm mấy lốt thì anh sẽ lấy được cái bản phiên bản mà hàng không phải là hàng chính hãng, hàng sách tay bên mình ấy. Thì cũng có được cấu hình i5 với 3060i là ok. Còn về cái phần RAM nhiều, thực ra là laptop gaming thì đều nâng cấp được. Đấy, cái Bắc Kinh là 64 mà, thoải mái. Chúng ta nâng về nâng sau cũng được, không sao hết nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Kiên Vi. Cho em hỏi là em đang dùng LOQ 2024 bản 3060i thì em dùng tác vụ cơ bản cùng lắm được 2 tiếng rưỡi hết pin rồi. Em mới cắm sạc ấy. Thì cho em hỏi là nên sạc đầy 100% rồi mới vừa sạc vừa dùng, em sợ chai, hay là bật chế độ sạc tối đa đến 70-80% vừa cắm vừa dùng không ạ? Em thấy mọi người bảo là bật chế độ đó khi máy sạc 80% thì sẽ dùng trực tiếp nguồn điện nên không bị chai pin. Thì điều đó có đúng hay không? Mong được hai anh giải đáp, em cảm ơn. Thì đúng rồi. Thì cái sạc giới hạn dung lượng sạc pin này thì cứ kể cả 60, 70, 80, 90 thì nó vẫn là giới hạn dung lượng pin. Và cứ đến cái mức đấy thì nó ngừng và nó cấp điện trực tiếp cho laptop. Thì cái vấn đề ở đây là bạn đang dùng laptop gaming nữa thì cái điều đấy nó lại càng cần thiết. Thế nên là kể cả bất cứ anh em dùng laptop gaming nào cho nữa cứ giới hạn dung lượng pin cho tôi. Đấy là nó ok. Bởi vì mình có dùng pin đâu mà nó chai đúng không? Nó cái việc mà khi mà chúng ta sử dụng một giới hạn dung lượng pin ấy, đến cái mức 80 đấy dù nó vẫn có tụt nhá, nhưng mà nó sẽ là tụt và sạc nhỏ giọt. Chứ không phải là cứ hết rồi dùng thì pin nó sẽ nóng. Đúng. Và rồi. Pin nóng, càng nóng thì nó sẽ càng dẫn đến tận chai pin yếu hơn. Thế thôi. Còn cả ý đầu tiên bạn hỏi là nên sạc đầy 100% rồi mới vừa sạc vừa dùng hay là như thế nào, thì mình thấy rằng là nếu mà anh em đã giới hạn rồi thì chúng ta cứ dùng thôi, không cần phải đợi nó sạc. Không phải đợi đâu. Không cần phải đợi sạc đâu. Còn ý, trừ khi là anh em gọi là để pin mức quá sâu kiểu như trước 50% thì cũng không nên là vừa sạc vừa dùng, ví dụ chơi điện tử. Bởi vì lúc đấy là nó vừa sạc nhồi căng cực cho pin mà nó lại vừa phải nạp điện căng cực để chơi game nữa. Thế cho nên là cái việc đấy nó sẽ bị ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên là hiệu năng nó cũng sẽ không được chính xác. Thì phải vượt qua từ khoảng 50-60% lúc đấy chúng ta mới nên chơi game nha. Rồi câu hỏi tiếp theo của bạn Tùng Nhật. Giữa LOQ 2024 hàng new và Neo 16 2023 hàng New OLED thì em nên cân nhắc con nào hợp lý hơn ạ? Lại quá dễ chọn Neo 16 New OLED thôi. Mình cũng đang sử dụng một sản phẩm New OLED đây. Và chúng ta có một mức giá rẻ cho một cái con phân khúc hàng trung cấp cao cấp, ngon. Tội gì đúng không? Rất ngon đấy. Chỉ khác mỗi là bảo hành thì bảo hành là tại cửa hàng.
đấy, và chắc chắn là cái bảo hành của người ta mà tốt cho bạn thì chả tội gì mà không mua cả. Ví dụ như là Azen. Rồi câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Thế Hiếu nha, là cho em hỏi chiếc máy em dùng Win gốc chơi LOL được 160-180 fps, sau khi em có cài lại Win trắng chỉ chơi được 120 fps, thậm chí còn bị đờ dốp xuống 100, thì làm thế nào để khắc phục? Thì mình nghĩ rằng bạn thử test một bài mà bạn dùng Win gốc đi, xem có đỡ không. Với cả là bạn nên xem lại là ở hai cái setting giữa hai cái lần trước và sau khi bạn cài Win nó có giống nhau hay không, nó có đồng bộ hay không. Tiếp nữa là cái chế độ chơi bạn chơi nó có giống nhau hay không. Ví dụ như trước đấy bạn chơi 160-180 nhưng mà lại chơi ARAM, nhưng mà lại sang đến Win trắng thì lại chơi đến gọi là Summoner Rift chẳng hạn. Đấy thì nó cũng có khác nhau nhá. Cái đấy có cũng có khác nhau, tức là cùng điều kiện, miễn nó phải cùng điều kiện, cùng setting tất cả mọi thứ đó thì chúng ta mới có thể tính toán được. Thì bây giờ cái bài gọi là duy nhất mình có thể gọi là tư vấn cho bạn là bạn về thử lại Win gốc đi xem như nào. Với Khải sao? Khải có tư vấn cho bạn không? Thì đương nhiên em thấy rằng là chúng ta thay Win một cái bảng Win khác mà chúng ta bị suy giảm thì chứng tỏ đến từ chính cái bảng Win ấy rồi. Đấy là trong trường hợp mà đúng như anh bảo là giống tất cả các điều kiện nhá. Thì đấy chúng ta cứ rollback lại cái bảng Win trước đây chúng ta dùng thôi, thì xem nó có ok hay không. Đấy thì là có một cái suy ra to hơn nữa, đấy chỉ là do cái bảng Win đấy nữa. Đúng rồi đấy. Rồi câu hỏi tiếp theo của bạn Vũ Gia Bảo 7TC4. À đây cho em hỏi là em thấy nhiều YouTuber thay Thermopad bằng Thermoputty, loại keo dành riêng cho VRAM, VRM chipset, thì thấy hiệu năng tăng và nhiệt độ giảm đáng kể. Vậy vì sao một số hãng lại không dùng Putty ạ? Asus dùng Putty nhưng Dell lại dùng Pad. Thật ra thì cái này nó cũng rất là khó nói, bởi vì nhá, suy cho cùng thì tất cả những cái loại keo tản nhiệt trước đây, tức là keo tản nhiệt stock của hãng, thì hãng chưa bao giờ công bố là họ dùng cái gì, họ dùng ở đâu, mà chỉ biết đấy là keo của hãng thôi. Đấy thì cái này nó sẽ liên quan đến vấn đề là hãng người ta thích dùng cái gì. Đấy, chứ không có cái gọi là, mình cũng không biết là lý do vì sao cả họ thích dùng thế. Bởi vì đấy, cái đấy họ tối ưu cho cái hệ thống của họ. Thì cái đấy là đấy là cái gọi là chính sách và cái cách làm của họ thôi. Giống như kiểu bây giờ tại sao tôi lại dùng Legend mà tôi không dùng Dell đây. Đấy là như thế. Kiểu là như vậy. Theo Khải sao? Theo em tìm hiểu thì đúng là Thermopathy có thể là sẽ chúng ta giúp chúng ta gia tăng được cái phần nhiệt độ nhá, là mát mẻ hơn này. Nhưng nó sẽ có một số những cái nhược điểm mà không bằng là Thermopad. Đấy là ví dụ kiểu là về việc tính gọn gàng. Gọn gàng nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta tra thì nó như sẽ kiểu là yêu, chatter set ấy. Nó sẽ yêu cầu nhiều về mặt kỹ thuật hơn, khó khăn hơn. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải chăm nó hơn, nghĩa là về cái thuộc khoảng thời gian giữa hai lần phải tra nó sẽ ngắn hơn so với việc là dùng Thermopad. Đấy thì đấy là những cái điểm mà các hãng thường là họ sẽ không ưu tiên lắm. Nghĩa là họ thấy rằng là thôi 80 độ nó cũng được rồi, chứ không cần phải đến 70. Thế là chúng tôi cứ dùng cái nào nó bền hơn, cái nào nó dễ tra hơn. Đấy thì theo em nó là như vậy. Thật ra thì theo anh thấy nhá, tất cả các hãng dùng mà cái Thermoputty này thì cái nguyên bản thân cái con keo đấy nó đã là những con mà trong suốt vòng đời chúng ta dùng nó, chúng ta không cần phải thay rồi. Thế nên là thôi, cái này con nào có thì mình cứ dùng mà kệ nó thôi. Tốt nhất là anh em đừng có động tay động chân vào mấy con laptop làm gì nhá. Đừng động vào kệ nó. Câu tiếp theo từ bạn Conan nhá, là cho em hỏi là Nitron 16 muốn giới hạn dung lượng pin mà mò cả buổi chiều vẫn không được. Người ta hướng dẫn là tải cái Acer Care thì ở mức pin nó có là 41, thì trong đấy có giới hạn luôn. Đến lúc em tải Acer Care về thì nó chỉ có 21, check pin và mạng không thấy cái giới hạn pin đâu cả. Mong anh hướng dẫn giới hạn dùng pin cho em. Thì cái Acer Center Care này thì nó đã có sẵn trong con Nitro rồi mà, gần như con Nitro nào có. Có và nó sẽ có cái mục nó là Battery Care Health Charging. Battery Health Charging hoặc là Battery Management kiểu dạng đấy. Thì thực ra nếu mà anh em không tìm thấy thì có thể là anh em tải không đúng bản. Đúng rồi. Anh em phải lên trang chủ và anh em gõ đúng cái mã máy của anh em ra nha. Ví dụ là Acer Nitro nó sẽ có, hoặc là có cái series ở dưới đáy máy, anh em mở lên anh em xem, anh gõ đúng cái đấy vào trang chủ thì nó sẽ ra cái phiên bản chuẩn cho anh em, có thể là anh em cài nhầm của máy khác mất rồi. Đó. Thường là nó có sẵn mà nhỉ? Hay là bạn này lại cài Win trắng? Hoặc là cài lại Win trắng. Rồi, câu hỏi cuối cùng của bạn báo nhiều phương diện. À trời ơi. Cho em hỏi là trong tầm giá 12 triệu thì Best Choice sẽ là con máy nào vậy ạ? Best Choice cái gì mới được chứ bây giờ? Best Choice thì tôi lại khuyên bạn mua một số con Nitro cũ đi, Eagle cũ đi, hay là Legend 2020, 2021 đi. Tầm 1650 là ok. 1650. Hoặc là nếu mà ngon hẳn tìm được 3004 gì đấy thì maybe thôi, thật ra giá đấy maybe thôi. Hơi khó lắm. Thì anh em sẽ tìm một số con như kiểu là đấy, 1650 là ok rồi. Hoặc là nếu như bạn đang hỏi văn phòng chẳng hạn thì bạn làm cho con Acer Switch 3 2022.
Acer Swift 3 hoặc là một số dòng ZenBook Q408. Q408, ui giá này thì của em Khải mua thoải mái luôn. Thoải mái là mua được nha bạn nhá. Rồi, thì đây là câu hỏi cuối cùng của bạn là bao nhiêu phương diện. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi thêm là ở số hỏi đáp lần sau chúng ta sẽ có những cái câu hỏi như thế nào, chủ đề nào chúng ta bàn luận. Thì anh em nhớ là comment ở phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em vì đã xem tới tận đây này. Hãy nhớ like, share và cũng subscribe kênh YouTube của Lão Tô AZ nữa. Mình là Khải Siêu, bên cạnh mình là anh. Mình là Hoàng Vô và xin hẹn gặp lại anh em ở số hỏi đáp tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.